chào mừng quý vị khán thính giả và các bạn đã đến với kênh truyền thông của chúng tôi. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị khán thính giả, tướng Phan Văn Giang đem xe bọc thép vào trung tâm Sài Gòn khiến cho cả Sài Gòn trở nên náo động. Sự việc cả một sư đoàn xe tăng, xe thiết giáp tinh nhuệ tiến thẳng vào thành phố Sài Gòn đang khiến cho dư luận cả nước và dư luận thành phố này vô cùng hoang mang. Hàng triệu người dân Sài Gòn những ngày vừa qua đang trở nên bất ngờ hơn bao giờ hết trước những thông tin và những hành động bên ngoài đường phố khi xe tăng và xe bọc thép liên tục xuất hiện tại các ngã ba, ngã tư đường phố và các binh sĩ. Tay súng 55 việc điều động cả một sư đoàn tinh nhuệ tiếp quản Sài Gòn được Đại tướng Phan Văn Giang, đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng áp dụng và ra lệnh. Điều đó khiến cho người dân cả nước ngày càng trở nên chú ý vào khu vực miền Nam, nơi đang ẩn chứa rất nhiều tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Vì nơi đây nhịp sống liên tục, nhộn nhịp nên là nơi trú ẩn khá an toàn cho tình báo Hoa Nam Trung Quốc hoạt động tại nơi đây. Như chúng ta cũng đều đã biết rằng, trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã lợi dụng tình hình dịch bệnh đã tăng cường các việc kiểm soát ở trên Biển Đông cũng như gia tăng những tình hình căng thẳng trên Biển Đông. Vậy, bởi đâu mà chúng ta có những thông tin và có thể nắm bắt thời cơ để hành động như vậy? Chắc chắn đó là dựa vào việc nhóm tình báo Hoa Nam Trung Quốc đang hoạt động chân rết khắp nơi trên đất nước Việt Nam, chúng ta cũng như trên thế giới. Còn nhớ rằng Úc và Mỹ cũng đã lên tiếng rằng tình báo Hoa Nam Trung Quốc là một trong những ví dụ điển hình nham hiểm nhất trên thế giới. Ngay cả Mỹ, nơi Mỹ một đất nước rộng lớn và có quy củ quân đội mạnh nhất thế giới mà tình báo Hoa Nam Trung Quốc vẫn đã và đang hoạt động được như vậy, thì thử hỏi rằng trên đất nước Việt Nam chúng ta nhỏ bé chỉ bằng một tỉnh lẻ của Trung Quốc thì chúng đã và đang hoạt động mạnh mẽ như thế nào, và chúng cũng đã và đang có những hành vi hết sức nguy hiểm. Còn nhớ biết bao nhiêu vụ chém giết rồi thì cầm đầu đường dây buôn bán ma túy, đánh cờ, đánh bạc, mại dâm hết tệ nạn này đến tệ nạn khác, cũng như những thông tin tình báo chúng luôn luôn thu thập và cập nhật để gửi về nơi đất nước Trung Quốc để chúng thu thập, phân tích cũng như có những đường hướng để hòng có thể thâu tóm đất nước Việt Nam chúng ta trong tương lai. Vì thế thì mới đây nhất, tướng Phan Văn Giang đã điều động các xe bọc thép vào trung tâm Sài Gòn, làm cho Sài Gòn trở nên náo động, giật dây và làm loạn bọn tình báo Hoa Nam Trung Quốc để chúng bắt đầu hở ra những sơ hở hòng có thể tóm gọn bọn chúng trong gang tấc, để rồi Việt Nam chúng ta trừ đi mối hiểm họa đến từ phương Bắc, khi mà đất nước quốc gia này luôn ủ mưu, mưu đồ, luôn muốn nuốt chửng Việt Nam chúng ta. Tướng Phan Văn Giang đột nhập xưởng in tiền giả giữa lòng Sài Gòn, bắt khẩn cấp một thượng tá có máu mặt đệ tử ruột của Phúc Khói, có dính dáng đến phản động. Xin mời quý khán thính giả và các bạn cùng lắng nghe thông tin chi tiết. Theo một số nguồn tin từ phía quân đội Việt Nam tiết lộ, thượng tá Võ Tiến Trung, Bộ Chỉ huy trưởng chiến khu Đông Nam Bộ của tổ chức làm việc vừa bị bắt vào rạng sáng ngày hôm qua tại cơ sở làm việc của mình, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Tiến Trung sinh ngày 12 tháng 3 năm 1967, quê quán tại Hải Hân, đang giữ chức vụ chỉ huy trưởng chính khu Nam Bộ của nhà nước Nam Việt. Về việc chỉ huy này, được Nguyễn Xuân Phúc giao giữ chức vụ kể trên từ hồi đầu năm tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc. Được biết rằng trước đó hắn đã sang Trung Quốc từ năm 1989 và trở thành gián điệp của Trung Quốc hoạt động tại khu vực biên giới hai nước. Qua 5 năm học tập tại đảo Hải Nam, ở trường quân giáo, Vũ Tiến Trung đã được đưa về Sài Gòn vào năm 2012, hoạt động trong phố người Hoa ở khu vực chợ lớn Sài Gòn. Ngoài ra, vợ còn sống ở quận Gò Vấp. Hắn ta còn có một cửa hàng buôn bán tại chợ lớn để che đậy thân phận. Hắn bị bắt khi đang trong một nhóm họp với hai kẻ lạ mặt khác tại nhà riêng. Theo nguồn tin tình báo khẩn cấp từ 19 kẻ đã bị bắt trước đó, quân đội của ta đã ập đến gia đình của hắn, trong khi vợ con của hắn trở về Trung Quốc cách đây hơn 2 tháng, trước khi dịch bệnh bùng phát. Khi 200 chiến sĩ của ta bao vây căn nhà của hắn, thì ba kẻ này đã cố thủ trong nhà từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Hai chiến sĩ của ta đã bị thương do bọn chúng cố thủ bắn từ trong nhà ra. Đứng trước tình hình đó, quân đội của ta đã phải điều động một đội lính bắn tỉa bao vây trên những mái nhà bên cạnh và bắn hạ hai tên đồng bọn. Vào lúc 11 giờ trưa, Vũ Tiến Trung bị ngạt hơi cay do súng của quân đội ta đã dùng súng hơi cay bắn vào nhà. Tại cơ quan điều tra, hắn đã sử dụng quyền im lặng, không khai bất cứ điều gì nếu cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác định hai kẻ lạ mặt bị bắn gộp lại. Hồ sơ của Vũ Tiến Trung được tiết lộ rằng, qua lời khai của 19 tên đồng bọn đang bị bắt giữ trước đó, như vậy, con số 8 chiến sĩ quân đội có quốc tịch là người Trung Quốc ở Sài Gòn đến thời điểm này đã tăng lên là 22, trong đó có 2 tên đã bị bắn chết khi khám xét căn nhà ở quận Gò Vấp của Vũ Tiến Trung. Quân đội của ta đã thu giữ được hơn 1 tấn đạn dược, căn hầm ngầm trong nhà của hắn. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ hơn 2 tạ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng. Rất nhiều máy tính chứa tài liệu mật chưa được giải mã. Theo nguồn tin này thì căn nhà của Vũ Tiến Trung chính là một cơ sở hoạt động gián điệp của Cục Tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Đây là một cơ sở nhỏ trong rất nhiều cơ sở của người Hoa tại Sài Gòn, chợ lớn.
qua vụ án này cho thấy rằng chắc chắn nhà nước hoạt động ở Việt Nam đều gắn kết có người Hoa và hoạt động ở nhiều nơi. Chúng có rất nhiều chân rết đứng trong hàng ngũ quân đội của Việt Nam từ nhiều năm nay. Nếu như vụ án truy bắt gián điệp của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rơi vào bế tắc từ đầu thì mạng lưới gián điệp này đã không biết đến bao giờ mới bị lộ. Hậu quả cũng không biết sẽ nghiêm trọng đến mức độ nào. Người ta cho rằng trong cái rủi có cái may, nơi như Đại tướng Phan Văn Giang không được quân đội và thành phố Hồ Chí Minh để giúp người dân chống dịch, và nếu không chỉ thị 16 phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh thì những hoạt động tình báo này không biết đến bao giờ mới bị bại lộ. Hiện nay Cục Tình báo Hoa Nam Trung Quốc như điên cuồng đang ủng hộ tổ chức phản động Nam Việt Tập Cận Bình, hầu như đã đoán biết trước được những cơ sở này sẽ bị chính quyền Việt Nam phát giác, nên đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả những người có quốc tịch Trung Quốc về nước, đó là theo luật Ấn Độ. Tuy nhiên, người Việt Nam đã cứng rắn hơn rất nhiều khi đã để cho tướng Bùi Cao Khánh và tướng Phạm Văn Thi tuyên bố hùng hồn không có cản bất cứ thành phần nào trong ban chuyên án 286. Cũng theo nguồn tin trên, vào trưa ngày hôm trước, 2.000 quân đoàn thiết giáp và bộ binh từ miền Trung đang tiến vào Sài Gòn để bảo vệ miền Nam, phòng quân đội Trung Cam tràn qua biên giới từ đất Campuchia. Trước đó, nhiều tỉnh giáp biên giới Tây Nam quân đội Trung Cam đang đóng minh ám sát biên giới đất liền, có thể chúng đầy từ Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình nếu thuyết phục nhà nước Việt Nam thành công sẽ tiến đánh biên giới, giải nguy cho những cơ sở của chúng ở khu vực miền Nam. Nhìn thấy những hình ảnh của quân đội Việt Nam tăng cường vào Sài Gòn, thiết nghĩ đó là quân đội chống dịch bệnh. Nó chỉ là nghi binh chống dịch bệnh thì các bác sĩ đảm nhiệm chứ đâu cần đến lực lượng quân đội. Theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, đúng như dự tính của các lão tướng hiện nay đã cố vấn cấp cao trong Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân, tư vấn kỹ lưỡng trước khi điều động đặc nhiệm từ Bắc và Nam. Mục đích được đề ra là gồm 4 với 4 vấn đề quan tâm. Thứ nhất là ngăn chặn quân khu 7 đảo chính bắt giữ các đối tượng phản quân người Việt gốc Hoa. Thứ hai là phải hỗ trợ các lực lượng chức năng thực hiện các chỉ thị cũng như là ngăn bùng phát dịch bệnh. Kính thưa quý vị khán thính giả, cũng thắc mắc về câu hỏi này, tướng Phan Văn Giang nói thêm rằng những quan chức trong Bộ Chính trị nói rằng ông không muốn nhà nước thực hiện chính sách trục xuất người Hoa về nước vì lúc đó vợ chồng ông phải chịu xa cách mỗi người một nơi. Tuy nhiên, ông lại đi ngược lại điều ấy bằng cách ủng hộ tôi, bởi ông biết trước rằng chính sách ấy sẽ không được thực hiện. Tướng Bùi Cao Khánh lúc đó cười mà nói rằng tôi đọc được suy nghĩ của một số người trong phe cánh thân tàu. Tôi và họ khác biệt nhau ở điểm tất cả những điều họ làm, mục đích chỉ mong muốn những điều đó có lợi thuộc về họ. Còn những việc tôi làm mang lợi ích cho đất nước, cá nhân tôi chỉ là một hạt cát so với 96 triệu người dân Việt Nam. Nếu tôi cũng giống họ thì tôi đã có nhà cao cửa rộng, đầy ắp tiền trong ngân hàng và lấy số tiền đó hối lộ để được ở lại Hà Nội mà không cần phải ra đánh trận. Đó là sự khác biệt của kẻ tiểu nhân và người quân tử. Tướng Phan Văn Giang vốn đã nể phục ông từ trước nên nghe ông nói càng nể phục ông hơn. Tuy ông vẫn cố hỏi một câu khác nữa, ông suy đoán rằng khi hỏi tướng Bùi Cao Khánh câu hỏi này, có thể hai người sẽ cách xa nhau bởi nó thuộc về chuyện riêng tư. Tuy nhiên, vì tính cách của ông ngay thẳng nên ông không ngần ngại mà hỏi tướng Bùi Cao Khánh rằng tôi biết bà Bành Lệ Viện không thể trở về Trung Quốc vì tính mạng của bà luôn bị ông Tập Cận Bình đe dọa. Nếu chính sách trục xuất người Hoa của tôi được thông qua, lúc ấy bà sẽ phải rời khỏi Việt Nam. Khi ấy bà đi đâu về đâu? Trái với suy đoán của tướng Phan Văn Giang, tướng Bùi Cao Khánh cười mà đáp rằng tôi nghĩ đã thương yêu nhau thật lòng, thì chuyện xa cách một vài năm không có gì là quan trọng. Bà ấy có thể đi đâu đó bất cứ nước nào mà bà ấy muốn. Còn tôi đã đến tuổi nghỉ hưu, nên sẽ gặp lại bà ấy ở nơi vợ tôi đã chọn sau đó một vài năm. Với tôi, chuyện cá nhân như một hạt cát, chuyện nước nhà như các bạn sa mạc mênh mông lấy đất nước làm trọng là tiêu chí hàng đầu của một vị tướng. Tôi tin là vợ tôi sẽ yêu thương tôi hơn khi tôi chọn con đường như thế. Kính thưa quý vị, đến với bản tin cực nóng hôm nay liên quan đến thông tin vụ việc tướng Phan Văn Giang công bố hai tên tuổi của đại tướng nằm trong đường dây gián điệp tình báo Hoa Nam hai mang cho Trung Quốc. Bảo sao Trung Quốc lại luôn luôn hống hách như vậy? Trên biển Đông, trên đất liền, luôn bắt nạt Việt Nam chúng ta và luôn nhăm nhe xâm chiếm đất nước Việt Nam chúng ta. Vì chúng luôn luôn có những thông tin mật báo đến từ gián điệp Hoa Nam mà chúng cài cắm trong bộ máy chính trị nhà nước Việt Nam chúng ta. Thế nên mỗi lần chúng hành động trên biển Đông hay trên đất liền chúng đều nắm bắt được. Và mỗi lần Việt Nam chúng ta có những diễn biến như thế nào thì chúng cũng đều đã nắm bắt được để rồi cung cấp thông tin cho ông Tập Cận Bình cùng với bộ sâu giới quan chức Bắc Kinh. Kính thưa quý khán giả, thông tin về hơn 200 tấn tá quân đội và công an Việt Nam có liên quan đến Trung Quốc do tướng Phan Văn Giang cũng đang làm náo loạn tại Việt Nam. Thực ra danh sách này do tướng Trương Văn Long đã có sẵn từ lâu. Người vợ của tướng Lê Mã Lương trước đó đã lưu lại tên tuổi, danh sách những vị quan chức này và bổ sung bằng chứng.
Với quan điểm phải làm sạch những chuyện tham ô của quyền hoặc làm gián điệp cho Trung Quốc, tướng Phan Văn Giang đã đưa vụ án này vào danh sách số 1 để sửa sai cho các cán bộ ban ngành. Ai có tội truy tố hay không có tội phải được công bố, tránh những nghi ngờ trong nội bộ gây lục đục. Tuy nhiên, đây là vụ án đau đầu và phải trải qua nhiều thời gian xem xét. Quan điểm của Đảng và Nhà nước là rất rõ ràng, là diệt giặc nội xâm trước giặc ngoại xâm. Nếu nội bộ đoàn kết, trong sạch thì giặc ngoại xâm không có gì phải đáng sợ. Kính thưa quý khán giả, trong mấy ngày vừa qua, truyền thông báo chí đưa tin về tiểu sử của tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và tướng Bùi Cao Khánh là hai tướng cùng quê Nam Định. Đây cũng là quê hương của Đức Thánh Trần tại làng Tứ Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Xưa là Phủ Thiên Trường, là quê hương của các vua nhà Trần, một trong những triều đại lừng danh nhất lịch sử của Đại Việt ta với những chiến tích 3 lần chiến thắng. Quân Mông Nguyên, tướng Bùi Cao Khánh bận trăm công nghìn việc ở biên giới các tỉnh Tây Bắc. Ông đảm nhiệm chức vụ bổ phòng toàn biên giới với quân khu 1 và quân khu 2. Ông được tứ trụ ví như là nhà quân sự, chính trị gia Lỗi Lạc, gia Cát Lượng, tự Khổng Minh của Hàn Thục Hán thời Tam Quốc. Vì thế mà tướng Phan Văn Giang để ông cho toàn quyền canh giữ toàn tuyến biên giới 7 tỉnh Tây Bắc của Tổ quốc. Đây là những tỉnh có chung đường biên giới với Trung Quốc. Vì thế trong thời bình, các cửa khẩu ở đây luôn nhộn nhịp, người dân hai nước qua lại buôn bán làm ăn, hàng hóa xuất nhập từ Lạng Sơn, Quảng Ninh được giao thương với số lượng lớn so với các cửa khẩu các tỉnh khác. Thưa quý vị khán thính giả, Đại tướng Phan Văn Giang đấu trí đấu mưu bắn nát giàn khoan và đuổi 8 chiến hạm của Hải quân Trung Quốc ra khỏi vùng biển Bãi Tư Chính. Vào chiều ngày hôm qua, Đô đốc Phạm Hoài Nam sau khi nhận được một thông tin tình báo cực kỳ quan trọng, được bí mật gửi về từ đảo Hải Nam Trung Quốc cho biết, chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cho một đội ngũ tạo chiến hùng hậu, áp tải một đoàn tàu, 8 chiếc tàu, công trình ra khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam để lắp đặt giàn khoan cá voi xanh 1. Tuy nhiên, đây không phải là một cái giàn khoan dầu khí bình thường, mà đây lại là một trong những giàn khoan bề thế, hiện đại và có kích cỡ lớn nhất nhì trên thế giới hiện nay. Đó chính là giàn khoan khai thác băng cháy nặng tới 86.000 tấn. Chính quyền Trung Quốc đã đặt tên cho giàn khoan này là giàn khoan cá voi xanh 1, Bãi Tư Chính của Việt Nam. Chúng ta giờ cũng bị người Trung Quốc đổi tên thành Bãi Vạn An. Đại tướng Phan Văn Giang đã ra lệnh cho tất cả các lực lượng hải quân và dân quân biển đề cao cảnh giác, tăng cường quan sát, đặt trong tình trạng tinh thần ở mức độ cao nhất, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, ông đã tập trung một lực lượng lớn hải quân Việt Nam tiến ra khu vực Bãi Tư Chính, sẵn sàng nghênh chiến với hải quân Trung Quốc bất kỳ lúc nào. Hai tàu ngầm nguyên tử lớp kilo 636 Hà Nội về Đà Nẵng sẽ phối hợp với 12 chiếc tàu tuần dương hạm và 8 chiếc khu trục hạm sẵn sàng cứng rắn đối đầu vào lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày. Hải quân Trung Quốc liều lĩnh áp sát thực thể đá ba đầu. Tên lửa của Việt Nam đã sẵn sàng trên bệ phóng 20 chiếc tàu công trường cùng với tàu hộ tống giàn khoan của Trung Quốc đã áp sát mép đá. Ba đầu đã quăng neo và đậu chờ đợi. Đây thực chất là một hành động rất đáng ngờ, là một đòn cân não giữa chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình và chính quyền Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang thận trọng đánh giá tình hình, thận trọng điều quân bao vây, quan sát cách cao từng cử động của kẻ địch. Đã 2 năm qua, chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình đã gia tăng nhiều hành động gây hấn hơn gấp nhiều lần bằng cách tạo ra nhiều cạm bẫy ngoại giao. Nhiều cạm bẫy quân sự trên Biển Đông cố tình kiếm chuyện gây hấn, trực chờ phía Việt Nam đổ súng trước, coi như là mắc bẫy lấy cớ đó để tuyên chiến. Họ tuyên truyền với dư luận thế giới về cuộc chiến chính nghĩa của họ. Khi đó, Hải quân Trung Quốc có thể đường đường chính chính mà nuốt trọn những vùng biển, vùng đảo còn lại cho Việt Nam kiểm soát. Hai bên yên lặng, giằng co nhau rất lâu, không ai chủ động đổ súng. Suốt từ nhiều tháng đến nay, những cuộc xung đột kiểu này diễn ra rất thường xuyên, thay thế cho những đợt bắn tên lửa và phóng ngư lôi trước đó đã bị Nga và Mỹ và thế giới phản đối kịch liệt vì lo ngại có thể sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện cho cả đôi bên và hiện tại. Phía Trung Quốc và Việt Nam chỉ dừng lại ở chỗ hăm he khi có choảng nhau thật bằng vòi rồng. Với vòi rồng công suất lớn thì xịt qua xịt lại, lái thuyền đâm hốc vào nhau. Sau đó hai bên ai về nhà nấy, mọi việc kết thúc chỉ là giới hạn ở đó mà thôi. Thông tin về cuộc đối đầu va chạm này được cả hai bên không ai bảo đều xếp vào loại thông tin không tích cực, không cần thiết để cho dân chúng biết đây sẽ là một cái phản ứng bất lợi đối với trị an và quan hệ song phương. Chính vì thế mà đại đa số người Việt Nam ta và ngay cả người Trung Quốc cũng rất ít người được biết tới những thông tin loại này. Chiều ngày hôm qua, Hải quân Trung Quốc cảm thấy phía Việt Nam vẫn không trúng kế, bèn ra lệnh hạ thủy giàn khoan cho nhiều chiếc tàu thi công vây lại thành một vòng tròn phía Bắc đá ba đầu với độ sâu 36 mét nước. Những con tàu thi công này đã tốc hành đóng những cái cột sắt khổng lồ, làm cột chống và chuẩn bị sẵn sàng đóng sâu vào nền cát bên dưới. Bên trên thì lắp đặt những cái trạm sàn và những cái tấm thép lớn khổng lồ, chuẩn bị bốc dỡ máy móc, trang thiết bị thi công xuống. Đô đốc Phạm Hoài Nam khi đó mới đặt loa phóng thanh, cột điện đàm trực tiếp thông báo với đối phương rằng đây là vùng biển của Việt Nam.
Chúng tôi là lực lượng chấp pháp Việt Nam đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, yêu cầu quý vị phải rời khỏi hiện trường, rút quân ra khỏi vùng nội thủy Việt Nam ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cho quý vị thời hạn nửa tiếng đồng hồ để rời đi, nếu không sẽ có biện pháp mạnh. Vừa nói dứt lời, Đô đốc Phạm Hoài Nam đã hạ lệnh, đã pháo như mưa và giàn khoan, bản sắt mà người Trung Quốc mới vừa dựng lên trên đảo đá Ba Đầu. Bốn quả tên lửa được phát ra từ nơi khác nhau dưới biển không trượt phát nào. Toàn bộ giàn giáo bằng sắt mới được dựng lên xong thì nổ tung tóe, sụp đổ và chìm ngay xuống đáy biển. Những công nhân thi công của Trung Quốc vô cùng kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ mới cách đây vài phút, họ vẫn còn dương dương tự đắc, kiêu ngạo không hết, cho rằng nơi đây chắc ăn là thuộc vùng quản lý của họ. Chắc ăn rằng Hải quân Việt Nam cũng sẽ dọa xuông như những lần trước mà thôi, chứ không dám bắt nạt. Hơn nữa, Đô đốc Phạm Hoài Nam chẳng phải đã nói là cho thời hạn nửa tiếng đồng hồ hay sao, mà lại vừa dứt lời hắn bắn như thế. Cũng may những người công nhân thi công Trung Quốc đều vẫn ở trên tàu thi công, chưa trèo xuống giàn giáo, nếu không thì đã chịu chung số phận. Chỉ có hai công nhân người Trung Quốc vẫn còn đứng trên cần cẩu, đứng sát bên cạnh vụ nổ, chứng kiến mọi việc xảy ra mà đái ngay tại chỗ. Còn về phần hải quân, Trung Quốc cũng không ngờ được rằng hải quân Việt Nam lại phản ứng bất ngờ và dữ dội đến thế. Bốn quả tên lửa được bắn ra từ bốn phương hướng khác nhau trên radar lại không hề tìm thấy được tàu ngầm của Việt Nam bên dưới. Phải chăng người Việt Nam đã phát hiện ra được các kỹ thuật tàu ngầm tàng hình trước radar trong trạng thái mù mờ? Hải quân Trung Quốc hoàn toàn không nắm được thực lực của Việt Nam. Tại đây hoàn toàn không biết được có bao nhiêu chiếc tàu ngầm ở bên dưới biển, ở trên bờ thì có 20 chiến hạm đang trực chờ sẵn. Đây có lẽ chưa phải là toàn bộ lực lượng hải quân vùng 4 của Việt Nam. Sau khi đánh giá lại chính xác một lượt tình hình hiện tại, chỉ huy hải quân Trung Quốc là ông Vương Trung tại hiện trường đã có ý định rút lui để bảo toàn lực lượng, vì chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn toàn có thể dựa vào cái cớ này để điều đại quân đến. Thế nhưng cũng phải mất nửa ngày trời, khi đó bọn họ có lẽ là đã bị đánh tan tành, chìm sâu đáy biển rồi. Còn đau hơn nữa, lực lượng hiện tại của Hải quân Việt Nam, tuy nói là không phải đối thủ của Hải quân Trung Quốc thật, nhưng Việt Nam là bậc thầy về chiến tranh phòng thủ. Đó là thương hiệu rất chi là nổi tiếng và đặc quyền của người Việt Nam ai ai cũng biết. Và như thế, khi sắp trận Hải quân Trung Quốc, nếu có thắng đi chăng nữa thì phải mất rất nhiều thời gian. Việt Nam lại không hề đơn độc. Hải quân Hoa Kỳ, Hải quân Nga, Hải quân Úc, Hải quân Nhật Bản và các nước đồng minh ở Đông Nam Á nhất định sẽ nhảy vào cuộc. Hạm trưởng Hải quân Trung Quốc tại hiện trường lại biết rõ ràng rằng chính quyền Trung Quốc thực chất không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh thực sự trên biển như thế. Họ chỉ muốn chiếm tiện nghi mà thôi, vì nơi đây chỉ cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 190 km, nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam. Nên khi dọa nạt bất thành, thẹn quá, hóa giận mà xua quân làm càng, sẽ có tác dụng ngược lại, xa lầy ở chiến trường Biển Đông, Việt Nam ngay lập tức. Dù biết rõ điều đó, hạm trưởng Vương Trung của Trung Quốc phải tự cứu lấy mình. Muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng lệnh trên khó cãi, quân lệnh như sơn, ông phải tìm ra một cái lý do hợp lý hơn để mà êm ái rút lui. Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng lĩnh hải quân khác là danh tướng đương thời của Việt Nam, lại là đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tài ba thao lược, dường như đã đọc thấy mọi suy nghĩ của đối phương. Sau khi ra lệnh nã tên lửa rào rào như mưa, đe dọa nạt cho đối phương, thấy được thực lực của mình rồi thì cũng mở ra cho họ một con đường sống êm ái rút lui là không bị chính quyền Trung Quốc ở cấp trên buộc tội. Tướng Phan Văn Giang lập tức yêu cầu đàm phán, lại dắt 3 con tàu sắt dân quân hăng hái của Trung Quốc cùng 36 dân quân Trung Quốc đã bị Việt Nam bắt được từ hồi tuần trước tại vùng biển Trường Sa, toàn bộ đem trả lại yêu cầu rút quân. Hàm trưởng Vương Trung Như được mở cờ trong bụng có lý do để rút lui, ngấm ngầm cảm phục ơn cứu mạng của Đại tướng Phan Văn Giang, ra lệnh dắt dìu nhau rút lui về đảo Hải Nam. Đại tướng Phan Văn Giang lại một lần nữa chiến thắng trong cuộc chiến đấu trường kỳ, với dạ tâm của người Trung Quốc lúc nào cũng muốn xâm chiếm và nuốt trọn Biển Đông và đảo của Việt Nam. Một Trung Quốc vừa lớn vừa mạnh lại gian manh, xảo trá thì không thể nào mà lơ là cảnh giác, sử dụng cái cách thức thông thường mà đối phó với chúng cho được. Đại tướng Phan Văn Giang là một đại biểu cho tính cách của người Việt Nam, có dũng có mưu, lại thấu hiểu nhân tình, giống kẻ mạnh, giúp kẻ yếu nêu cao chính nghĩa trên dưới một lòng, bảo vệ đất nước Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc này trong những bản tin tiếp theo. Kính thưa quý vị, hầu như các nguồn báo không thấy được tình chính là chiếc tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đâm phải đá ngầm san hô đại dương sau khi mất vệ tinh trên không. Chiếc tàu ngầm mà Bắc Kinh đã từng xưng hùng xưng bá đại dương, nghe tin nổ tung phần đầu tàu ngầm tấn công hạt nhân của Bắc Kinh, trong khi đang di chuyển các vùng Biển Đông do va phải vào một ngọn núi ngầm dưới biển. Theo các chuyên gia khu vực, những đặc điểm của vụ nổ đã xuất phát từ vụ nổ sau khi ngầm hạt nhân đang hoạt động mạnh tại khu vực này của Trung Quốc trong lòng biển, dựa vào hình ảnh của bức xạ gia tăng tập trung ở khu vực Biển Đông, nằm trong vùng biển các quốc gia Đông Nam Á và giáp với khu vực quần đảo Hoàng Sa trong vùng lãnh hải của Việt Nam.
Trong khi đó, với sức mạnh của vụ nổ, chắc chắn đây là vũ khí tiêu chuẩn của tàu ngầm được kích hoạt. Nếu so với người tiền nhiệm, mỗi tàu mang theo 12 tên lửa đạn đạo với tầm bắn 7.500 đến 8.000 km. Tên lửa Triều Âu hay sử dụng nhiên liệu rắn là phiên bản dựa trên loại tên lửa đạn đạo liên tục đã biến mất, cho phép tàu ngầm tiếp 095 tấn công nhiều địa điểm trên lãnh thổ của Việt Nam. Từ tàu ngầm tiếp 095 thì nhiều địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam tới gần bờ biển Trung Quốc. Tàu ngầm 095 được quảng cáo là có khả năng tàng hình nhằm cải thiện khả năng sống sót. Nếu so với tàu tiền nhiệm, các loại tàu ngầm cũ hơn của Trung Quốc hiếm khi rời khỏi vùng biển này, mặc dù có tầm hoạt động lớn khi khả năng sống sót kém hơn. Các hệ thống chống lại năm ngày càng tinh vi của phía Hải quân Việt Nam, ngoài tên lửa đạn đạo, chuyến tàu ngầm hạt nhân tiếp 095 còn được trang bị một số vũ khí chiến thuật cơ bản. Chúng tôi muốn gửi đến quý vị liên quan đến tình hình hiện tại, các cuộc đàm phán được cho là gì, đã tiến xa nhất với Việt Nam và Philippines, bởi vậy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ với Việt Nam. Nó được cho là sẽ tiếp thêm sức lực cho kế hoạch thúc đẩy chuyển giao tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Đó là lý do vì sao sự kiện chính trị này được giới quan sát quan tâm đến như vậy. Đặc biệt, những ông hàng xóm láng giềng phía Bắc sẽ căng mắt theo dõi những động thái tiếp theo trong hợp tác quốc phòng Việt-Ấn, bởi nhiều chuyên gia tin rằng Ấn Độ vẫn được xem là một thế lực có thể cầm chân Trung Quốc trong khu vực, mà Việt Nam sở hữu thêm tên lửa BrahMos thì khác gì ông bạn hàng xóm vừa bị cầm chân lẫn cầm tay ra. Nó là tên gọi được ghép từ hai con sông lớn mà nổi tiếng nhất của Ấn Độ, và Nga BrahMos được coi là tên lửa hành trình chống hạm nguy hiểm nhất thế giới. Nó được xem là tên lửa nhanh hơn tốc độ âm thanh, có thể được phóng từ tàu ngầm chiến hạm, máy bay hoặc từ đất liền nhanh nhất thế giới. BrahMos là thành quả của một chương trình hợp tác giữa Ấn Độ với Nga, hai cường quốc quốc phòng hàng đầu thế giới. Không giống như các tên lửa hành trình siêu thanh khác, BrahMos có thể duy trì hành trình với tốc độ siêu thanh trong suốt chuyến bay và đạt tốc độ Mach là 3,5 tương đương 4.300 m/giờ trong giai đoạn cuối. Là tên lửa tầm thấp có tốc độ bắn nhanh nhất thế giới, phạm vi hoạt động 290 km với khả năng tàng hình, phần đất biển có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không, phòng thủ của đối phương khi tác chiến. Ở tình huống giả định là radar đối phương lắc ở độ cao 2.000 m, phát hiện tối đa khoảng cách 27 km. Do vậy, đối phương chỉ có 28 giây để theo dõi định vị và bắn hạ trước khi nó tấn công tàu, chưa kể khả năng BrahMos khi còn được đánh giá tính chất linh hoạt khi tên lộ của nó thịt. Khi tên lộ có thể phóng từ tàu, mặt nước, các bệ phóng tên lửa, trên đất liền hoặc phóng từ máy bay chiến đấu Su-30, quân đội Ấn Độ tên lửa phóng từ đất liền và trên tàu trên biển có thể mang đầu đạn 200kg BrahMos. Phóng từ máy bay có phạm vi hoạt động 500km mang đầu đạn 300kg Ấn Độ đang nghiên cứu chế tạo, có thể phóng từ tàu ngầm. Bởi vậy, BrahMos là loại vũ khí mà từ lâu Việt Nam đã tìm cách sở hữu tên lửa này sẽ có sự đóng góp quan trọng trong sự phòng thủ bờ biển, cũng như phòng thủ đảo của Việt Nam. Với tầm bắn khoảng 400-500km, nó có thể giúp Việt Nam vừa phòng thủ bờ biển, vừa bảo vệ được căn cứ quân sự ở Trường Sa một cách hiệu quả. Ấy là chưa kể tên lửa, ra nó có tốc độ rất cao và có thể bay rất thấp, cách mặt nước biển chỉ khoảng 3 hoặc 4.000m, cho nên nó rất khó bị phát hiện, được mệnh danh là sát thủ diệt hạm. Nó sẽ giúp Việt Nam có khả năng răn đe đối với Trung Quốc, vốn được dùng sức mạnh chiếm đóng một số thực thể của chúng ta và thường xuyên cho tàu xâm nhập vùng biển chủ quyền. Đồng thời, thương vụ này thành công cho thấy sự tin tưởng lẫn nhau ngày càng tăng, dù Ấn Độ và Việt Nam làm cơ sở cho hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng trong thời gian tới. Hơn nữa, hiện tại Ấn Độ cũng là cường quốc về quốc phòng và cũng có các chương trình vũ khí trong nước cũng như với sự liên kết với các nước bên ngoài. Cụ thể như trong chương trình sản xuất tên lửa ra, nó là hợp tác với Nga. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia nhập khẩu vũ khí chủ yếu từ Nga. Việc hợp tác trao đổi vũ khí với Ấn Độ là rất phù hợp với Việt Nam vì có sự tương thích giữa các vũ khí do Ấn Độ sản xuất với các vũ khí mà Việt Nam đang sử dụng. Nghe đến BrahMos, Trung Quốc cũng đã vã mồ hôi hột, sức mạnh của nó sẽ hạn chế rất nhiều âm mưu của Trung Quốc và là một hiểm họa đối với tàu thuyền Trung Quốc. Lẫn tàu vũ trang của Trung Quốc đội lốt từ tàu đánh cá sẽ không có cửa để mà tự tung tự tác như hiện nay. Chưa kể liên tiếp những hợp tác quốc phòng Việt-Ấn hay Việt-Nga đã khiến Trung Quốc nóng trong người mà chẳng có Dr. Thanh để mà cảm hóa. Việt Nam là một thành công có khác tên lửa, rõ ràng nó sẽ giúp củng cố năng lực phòng thủ của Việt Nam. Còn về phía Ấn Độ, cung cấp BrahMos cho Việt Nam nằm trong chiến lược mới của New Delhi ngày càng sẵn sàng, can dự mạnh mẽ hơn và những vấn đề của vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng lớn hơn, vùng ảnh hưởng truyền thống của Ấn Độ. Ấn Độ đã và đang từng bước tăng cường hợp tác chiến lược các nước đồng chí, hướng khác với mục đích làm đối trọng với Bắc Kinh. Trong đó, lãnh đạo cấp cao chính quyền New Delhi từng tuyên bố Việt Nam là trụ cột trong chính sách hành động hướng Đông, đồng thời là đối tác quan trọng. Tầm nhìn quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên cấp đối tác chiến lược.
Nhưng 2 năm gần đây, Ấn Độ thực sự đã chứng minh là người bạn chân thành và sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong vấn đề bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Trong năm 2021, Việt Nam và Ấn Độ đã có những thỏa thuận quan trọng trong việc đi lại tại cảng biển Cam Ranh. Nó là một cách trả lời sòng phẳng của Việt Nam cho những hành động ngang nhiên, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc với sự có mặt của những đối trọng ngang sức ngang tài như Ấn Độ, chắc chắn sẽ khiến anh hàng xóm thường xuyên tức ngực và khó thở đều. Điều đó cũng đã cho thấy các nước trên thế giới ngày càng có tiếng nói chung về vấn đề Biển Đông, vì lợi ích của biên chế chính nghĩa và vì hòa bình, an ninh toàn cầu để nói răn đe thành công đối phương, thì có hai nguyên tắc. Cơ bản thứ nhất là một năng lượng, răn đe khá tính, tức là có một loại vũ khí đủ để gây ra tổn hại cho đối phương. Thứ hai, khi có năng lực răn đe đó thì phải để cho đối phương biết về năng lực của chúng ta. Việt Nam từng được khuyên tốt hơn nên hỏi nỗ lực ngoại giao với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, bởi Trung Quốc có vũ khí mà Việt Nam không có, nhưng đó là một sự hiểu lầm đáng tiếc. Việt Nam đang có cả hai, đặc biệt là thêm của tên lửa BrahMos thành công, chắc chắn hàng xóm Trung Quốc lần này sẽ bị fan khiếp vía. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe tin tức trên kênh thời sự của chúng tôi.